Hôm nay mình sẽ chia sẻ cách làm bánh giò bằng lá chuối rất là đơn giản, với cách làm và cách gói thì nhanh, đỡ mất thời gian của các bạn, nhưng thành phẩm cho ra bánh thì rất ngon. Ở đây nguyên liệu mình có bột gạo lọc và bột năng. Mỗi thứ thì mình sẽ cân ra một ít, bột gạo thì 300 gram. Và bột năng thì bằng 1/10 30 gram. Còn có thịt nạc dăm. Ở đây nạc dăm 200 gram và củ hành cũng 200 gram. Sẽ có 30 gram nấm mèo. Nấm mèo này thì mình sẽ ngâm cho nở nha. Tạm thời thì nguyên liệu phần đầu mình sẽ có bấy nhiêu. Một lúc thì mình sẽ thêm vào một ít nguyên liệu nữa nha. Sẽ đem nấm mèo đi ngâm nước trước cho nấm mèo được nở ra. Sau khi nở thì mình sẽ cắt nhỏ ra, thịt thì mình băm nhuyễn rồi nè các bạn. Củ hành tím mình sẽ sắc lát và hành lá mình sắc nhỏ như thế này. Nấm mèo thì mình cắt hoặc là xay nhỏ. Củ hành thì mình cắt hột lựu, củ hành trắng. Các bạn nhớ là nấm mèo 30 gram và củ hành trắng là 200 gram nhé. Thịt nạc cũng 200 gram. Thịt nạc dăm có mỡ một xíu thì ngon lắm các bạn. Mình sẽ nêm vào khoảng nửa muỗng canh nước mắm, một muỗng cà phê đường, một muỗng nhỏ hạt nêm, một muỗng nhỏ xíu bột ngọt, một muỗng nhỏ tiêu xay. Xong thì mình sẽ trộn lên cho đều thấm gia vị. Sẽ cho vào một ít hành lá sắc nhỏ cho thơm. Mình sẽ cho thêm một muỗng nhỏ tiêu xay nữa. Bánh này thì nhiều tiêu sẽ thơm và ngon hơn. Sau đó mình trộn lại một lần nữa và để một lúc cho thịt thấm gia vị nha. Còn đây là 15 cái trứng cút mình sẽ đem đi luộc. Ở đây mình có nước dùng. Nước dùng này làm bánh thì ngon lắm. Nước hầm từ xương hoặc nước luộc gà hoặc hầm từ xương gà. Ở đây thì mình có nước luộc gà. Trong nước luộc gà này thì mình có một muỗng nhỏ muối hạt, một muỗng nhỏ hạt nêm và một muỗng cà phê đường. Mình đã ướp gia vị sẵn. Bột gạo mình sẽ chuẩn bị 300 gram. Và trong 300 gram bột gạo mình sẽ thêm vào 30 gram bột năng bằng 1/10 nhé các bạn. Pha như vậy thì bột ngon lắm. Mình sẽ trộn đều hai loại bột này lên cho đều vào nhau. Sau đó thì mình sẽ chuẩn bị cho nước luộc gà vào và nước này sẽ là 1.2 lít nha các bạn, 1200 ml. Mình sẽ cho trước một ít và trộn cho đều, cho tan bột, rồi mình sẽ cho vào từ từ cho hết 1.2 lít nước nha, 300 gram bột và 30 gram bột năng. Xong thì mình sẽ cho 1.2 lít nước. Mình sẽ cho bột vào trực tiếp trong chảo này luôn. Và chảo chống dính thì mình sẽ không làm muỗng bằng nhôm hoặc inox nhé. Mình sẽ chuyển qua phới bằng cây hoặc bằng mũ thì sẽ đỡ hại cho chảo. Mình sẽ cạo bột xuống và mình sẽ bắt đầu tán nhuyễn bột. Sau khi bột hơi nhuyễn rồi thì mình sẽ cho hết nước vào. Sẽ quậy lên cho tan bột. Như đã nói lúc nãy, mình có nêm gia vị vào nước súp rồi. Thì bây giờ mình sẽ nêm vào một muỗng nhỏ bột ngọt nữa thôi. Nếu các bạn không ăn bột ngọt, các bạn có thể thêm một muỗng nhỏ hạt nêm nữa thì rất là vừa vị, các bạn sẽ không nêm gì nữa hết.
Sau đó các bạn sẽ cho thêm vào một muỗng canh dầu ăn. Rồi các bạn sẽ quậy đều lên và sẽ để cho bột nghỉ nha. Mình sẽ bắt lên một nồi nước để trụng lá chuối cho dễ gói bánh. Xong thì mình sẽ bắt lên một cái nồi và cho vào 3 muỗng canh dầu ăn. Sẽ cho hành tím cắt lát vào để mình phi vàng lên. Sau khi hành vàng thì mình sẽ vớt hành ra. Và mình sẽ cho bớt ra ngoài một muỗng canh dầu ăn. Sau đó thì mình sẽ cho thịt vào để mình xào lên nhé. Mình sẽ xào thịt cho chín nha các bạn. Thịt vừa chín thì mình sẽ cho nấm mèo vào trước. Mình sẽ xào lên cho nấm mèo được chín. Kế đến sẽ cho củ hành vào hết luôn. Sẽ xào lên cho nguyên liệu chín hẳn. Để cho vào nửa muỗng cà phê đường, nửa muỗng nhỏ xíu bột ngọt và nửa muỗng nhỏ hạt nêm. Cho thêm, cho vừa vị nha các bạn. Và hành phi lúc nãy thì mình sẽ cho vào, chừa lại một muỗng canh dầu hành. Khi chín hết nguyên liệu thì mình sẽ cho hành lá vào, xào sơ qua, rồi mình sẽ tắt lửa. Nguyên liệu nhân đã chín rồi đó các bạn, mình sẽ tắt lửa. Nhân rất thơm và ngon. Mình trở lại chảo bột, bột cũng đã bắt đầu nở rồi. Thì mình sẽ chuẩn bị khuấy bột nhé. Trước khi khuấy bột thì mình còn lại một muỗng canh dầu hành. Mình sẽ cho vào luôn cho thơm nhé. Sẽ quậy đều bột, bật lửa lên, mình để lửa cao. Khi cho dầu hành vào thì có những sợi hành phi còn sót lại, mình cũng vớt ra để bột nhìn không được đẹp và không mịn. Mình sẽ bỏ những miếng hành phi đi, rồi mình sẽ bắt đầu quậy bột. Sẽ quậy liên tục, khi bột bắt đầu hơi sôi lên thì mình sẽ giảm lửa nha, giảm xuống phân nửa. Mình cứ tiếp tục quậy bột cho đến khi bột hơi sệt lại. Và nếu mình sử dụng bếp ga thì bột khi công không còn nước thì mình mới tắt lửa. Còn bếp điện này thì nóng lắm các bạn. Vừa hơi sệt, còn một ít nước thì mình tắt lửa ngay để độ nóng của lò sẽ làm cho bột khô lại. Các bạn đừng để cho khi hết nước thì độ nóng của lò sẽ làm khét bột nhé. Các bạn sẽ tiếp tục quậy bột.
Khi bột cạn như thế này thì các bạn sẽ bắt xuống để ra khỏi lò và các bạn tiếp tục đánh bột, vừa đánh vừa tán nhuyễn liên tục nhé các bạn. Sau khi đánh bột trong 2 phút thì các bạn sẽ có một khối bột mịn như thế này, rất là ngon và rất vừa. Các bạn sẽ gói bánh ngon lắm, bột ngon lắm này các bạn. Mình sẽ chuẩn bị lá chuối. Mình sẽ xé từng miếng vừa như thế này. Sau khi trụng thì mình sẽ để ra, dùng khăn lau cho khô, rồi mình bắt đầu gói bánh. Gói bánh cách này thì rất đơn giản và rất nhanh. Mình sẽ cho một ít bột vào trong lá. Các bạn chuẩn bị một miếng lá chuối nhỏ như thế này là được rồi. Mình sẽ sử dụng một lá. Sẽ cho một muỗng nhỏ bột đầy, một muỗng ăn canh đó các bạn, vào. Và mình sẽ vét thành một lỗ hổng như thế. Kế đến thì mình sẽ cho vào một muỗng ăn canh nhân. Tiếp đến là một cái trứng cút mình sẽ cho vào giữa. Và mình sẽ vét bột lại cho kín rồi mình sẽ bắt đầu gói. Mình sẽ xếp lại làm 3 và mình sẽ vét hai đầu, mình bẻ hai đầu co vào như thế này. Như vậy là xong một cái bánh đó các bạn, rất là đơn giản. Không cần dây buộc, không cần khuôn. Làm đơn giản như thế này ăn là được rồi. Mình sẽ gói cái thứ hai cho các bạn xem. Đầu tiên lau lá cho khô. Lau hai mặt luôn. Và mình sẽ gói mặt trong. Mình đưa mặt ngoài ra ngoài cho xanh đẹp. Và bắt đầu cho bột vào một muỗng đầy. Và mình sẽ dàn bột ra, tạo một lỗ hổng phía giữa bánh để mình cho nhân vào. Các bạn sẽ dàn mỏng ra. Đừng để bột nhiều quá không ngon. Kế đến mình sẽ cho một muỗng canh đầy nhân vào. Giữa thì mình sẽ cho một quả trứng cút và sẽ dùng một muỗng nhỏ thấm dầu và mình sẽ vét bột vào cho phủ nhân nhé. Rồi mình sẽ bẻ lại như thế này nè. Đó, các bạn thấy không? Rồi mình ốp lá lại và mình sẽ bẻ hai đầu. Như vậy là xong rồi đó các bạn. Sẽ làm thêm cái thứ ba nữa nhé.
sẽ bẻ hai đầu bánh lại. Các bạn thấy không nè? Và mình sẽ sắp vào sửng. Mình đã chuẩn bị nồi hấp và nước bắt đầu sôi. Mình sẽ cho sửng bánh vào. Đậy nắp lại để mình bắt đầu hấp nhé. Các bạn sẽ hấp 20 phút. Sau 20 phút thì các bạn dỡ ra, bánh đã chín. Bánh nhỏ nên bánh chín rất nhanh. Bánh chín mềm rồi nè các bạn. Các bạn sẽ lấy bánh ra để vào rổ cho ráo nha. Mình sẽ cho vào rổ để cho bánh thật ráo và nguội. Thì mình sẽ cắt bánh ra cho các bạn xem. Bánh cũng hơi nguội. Mình sẽ lấy ra cho các bạn xem. Nếu để lâu hơn một chút thì bánh càng dẻ hơn. Bánh cũng hơi nguội nhưng mình nóng lòng muốn lấy ra cho các bạn xem. Bánh ngon lắm nè các bạn. Mặc dù bằng nước dùng nhưng bánh vẫn trắng. Nếu các bạn làm bằng nước lọc thì bánh trắng nữa. Nước dùng thì bánh thấm ngon lắm các bạn. Mình sẽ dùng muỗng để sắn bánh ra nhé. Nhân và trứng cút rất là ngon. Bánh dẻo, không mềm và không cứng. Rất vừa ăn đó các bạn. Sẽ ăn kèm với nước mắm dưa chua như thế này. Nước mắm làm hơi lạc. Và mình sẽ cho một ít dưa chua lên trên bánh cho đậm đà nhé. Nếu ăn không thì cũng vừa ăn lắm các bạn. Nhưng tại mình thích ăn có ít dưa chua vào. Đây, mình mời các bạn dùng với mình nha. Bánh ngon lắm. Dẻo. Ngon lắm. Và rất là vừa ăn. Từ da bột cho đến nhân. Vừa ăn lắm. Không ăn với nước mắm nước tương cũng rất vừa. Đây, bánh ngon. Nấm mèo. Rất là ngon đó các bạn. Bột có độ vừa phải. Mình chào tạm biệt các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn những video sau. Cảm ơn các bạn luôn theo dõi và đồng hành cùng mình. Khi rảnh rỗi các bạn sẽ làm món bánh như thế này rất nhanh và không cầu kỳ. Các bạn gói đơn giản như vậy và mình hấp. Không lâu thì sẽ có một món bánh để cho gia đình ăn. Rất là ngon.